và báo chí. Thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm 43 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4, chúng tôi xin trân trọng đón chào quý vị và kính mời quý vị cùng hướng về và tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống trong những tháng ngày đau thương của tháng Tư đen 1975. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng và cũng nói lên sự đoàn kết của cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và cộng đồng Việt Nam DC, Maryland và Virginia nói riêng. Chúng tôi cũng xin cảm tạ Liên hội Cựu chiến sĩ đã cùng đồng hành với cộng đồng trong các sinh hoạt 30 tháng 4 quốc hận. Đặc biệt, gửi lời cảm ơn đến chiến hữu Lê Đình Đơn và chiến hữu Lê Văn Hiếu trong trọng trách phối hợp phần nghi lễ cùng với toán quốc quân kỷ. Kính thưa quý vị, bọn Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam thân yêu đã giết hại biết bao người dân vô tội, bao gia đình ly tán, vợ mất chồng, mẹ mất con, hàng trăm ngàn quân dân cán chính đã được kẻ gọi là thắng trận hành hạ, sỉ nhục hay thảm sát trong các trại tù với mỹ danh là cải tạo. Vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản, biết bao thân xác đã vùi sâu nơi biển cả mênh mông hay chất vất vưởng nơi miền rừng sâu núi thẳm trên đường tìm tự do. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận và tháng 4 năm 1975 được gọi là tháng Tư đen. Ngày quốc hận là một niềm đau tâm linh bất biến trong lòng mọi người dân Việt. Ngày quốc hận cả nước uất hận. Ngày hôm nay, cộng đồng Việt Nam DC, Maryland và Virginia phối hợp với Liên hội Cựu chiến sĩ và các hội đoàn địa phương để tổ chức buổi lễ truy điệu tưởng niệm để tri ân quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh cho Tổ quốc cũng như trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Đồng thời cũng để nhắc nhở nhau quê hương vẫn còn đang bị cai trị bởi bao quyền cộng sản, hơn 90 triệu đồng bào trong nước còn đang sống dưới một xã hội không có tự do, thiếu vắng quyền căn bản làm người. Chúng tôi xin nhường microphone cho Bích Hà. Ladies and gentlemen, tonight we gather here to mourn the loss of our birth country, the Republic of Vietnam. Thank you for coming here to share with us the sadness, but also to share with us the hope of seeing the freedom, the human rights, and the independence be revived in Vietnam in a very, very near future. Kính thưa quý vị, để bắt đầu phần nghi lễ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chiến hữu Lê Đình Đơn, chiến hữu Lê Văn Hiếu và toán quốc quân kỳ. Kính mời quý chiến hữu. Quý vị, chiến sĩ, chiến hữu Lê Đình Đơn và Lê Văn Hiếu. Kính mời tất cả
quý vị đứng dậy cử hành nghi lễ. Lễ rước quốc quân kỳ bắt đầu. Cho tay chào chào quốc kỳ bắt đầu. Nghiêm xuống chào bắt quốc ca Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Thank you.
chào! Bắt! Lễ truy điệu bắt đầu! Lễ đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ quốc. Xin mời các chị. Lễ đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ quốc. Kính mời ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch cộng đồng BC Maryland Virginia. Kính mời chiến hữu Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ. Kính mời. Xin cảm ơn hai ông chủ tịch. Cảm ơn hai chị. Em xuống! Xuống! Hào nhiên! Đi! Lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc. Kính mời hai ông chủ tịch cùng quý vị quan khách tiến lên bàn thờ Tổ quốc để dâng hương. Xin mời hai chị giúp dùng cho.
Sau đây là bài truy điệu. Ba hồi chiêng trống. Ngày tháng tư đen quốc hận, bọn giặc về cưỡng chiếm cả quê hương, đem súng đạn căm thù dân vô tội, mẹ mất con, vợ mất chồng, thảm cảnh ly hương, bao xác người vùi sâu nơi biển cả, bao gia đình ly tán trốn rừng sâu, bao chiến sĩ liều thân mình tự sát, kẻ lao tù nghiện ngã trốn hoang vu, người ra đi vì không còn trọng lượng, giặc bắc phương nhuộm đỏ cả quê hương, đất tạm dung nhưng lòng luôn khắc khoải, dân tộc mình sao cứ mãi lao đao, đời khốn khó vẫn còng vai gánh nặng, nhìn tương lai ôi sao quá mịt mù. Việt Nam tôi đâu, đất nước tôi đâu, lòng quặn thắt thương dân mình đói khổ. Hãy tiến lên những người con của mẹ, cùng chung tay đòi quyền sống làm người, quyền căn bản, quyền tự do dân chủ. Hãy cùng nhau xây đắp một niềm tin, hãy thắp sáng ngọn đuốc thiêng sông núi. Tôi cho ba hồi chiêng trống để về. Lễ truy điệu chấm dứt. Lễ tiễn đưa toán quốc quân kỳ. Phần nghi lễ chấm dứt, kính mời quý vị an tọa.